đâu có nhiều đúng không cô? Nhẹ nhàng lắm. Cha chị sao có khăn cho chủ cái áo này. Đẹp quá vậy. Kiến thị cái màn ra luôn đi chứ. Có sát không? Có sát không? Cành lên chẳng được thiệt chứ. Đi đó mà lại đây nó mấy cái da trắng là đẹp hơn cái da đen của cô thì nó đẹp. Cái cổ thì nó cứ khùng không thấy. Không được có mở nó mới đi coi nè, người không? Trời ơi, người nước ngoài họ ghiền đi lắm chị. Ba em kêu giảm stress đó. Ba thích coi này, coi này tự nhiên cảm giác mình thắng sướng. Ông không nói nữa, ba ghé ba kêu. Hồng nói ngày mua ba cũng coi hết trơn. Chập gỡ gì cho ba xem đi, ba chị xem đi. Ừ, thấy rõ chưa? Cho ông ngoại xem video chính thức của con cháu ngoại luôn. Dạ đúng rồi chị. Thôi một câu nó không sẹo tới chị, mụn câu nó không sẹo. Do hắn nặng mới nói thôi. Chứ còn để bình thường là mụn câu nó mụn dưới da là chính không sẹo. Dạ đúng rồi. Bé mụn dưới da chị nè. Có lại hắn có mụn mũ nữa, chị cũng có thể là chị để lâu quá mới thành mụn mũ. Rồi chị mới dùng thuốc mới khô có mũ nữa nè. Dùng mai thảo mộc đó. Dạ. Đang dùng mai thảo mộc đó hả? Dạ. Đó, em biết rồi. Mặt đỏ trơn á. Kiến Hiền ơi. Lại cua kèm kìa. Sát khuẩn cho đây đây. Chú bị nhé một đạo đen vô trên lá rồi. Đây thì dạ. Không, có đen cũng không thấy bán là chị ngay chị. Nói chung là cắt hình ảnh mình cắt cái nách lỡ mà có dính thì cắt, chỉ quay cái khúc mà sắp mụn thôi. Chị nhìn vô trong video chị cũng không biết là con chị đâu. Lên mấy chục lần. Dạ. Còn chỗ chị cái phần da cái chỗ má nó không sáng thì mình làm cái gì? Chị hả hay bán này? Thì dưỡng tay thôi chị, vì chị không có chi để điều trị hết. Dạ. Chị chỉ có dùng mỹ phẩm cho nó sáng da ra thôi. Dạ, như còn cái chị kia thì chị có cái nám. Mà cái nám là ban em chữa được. Mà em mời.
cái chi mà bên em làm được hiệu quả và không tái lạ em mới mời. Chứ còn nhưng mà riêng về nấm là như đó, chứ còn nấm mà làm xong mà về tháng vài tháng sau tái lạ là em không làm đấy. Cái mụn bào kia em nặng mới bị máu, chứ còn mấy cái mụn này em tạo miệng nhỏ lắm để em lấy ra. Chứ rạch một cái thiệt vậy bự có cơ. Có làm gì không em? Không. Chị không cần làm chi, vì em nói cho chị ngay này. Cái mỹ phẩm đúng không em? Hiện trừ da bác đang rất là mỏng. Hắn dùng cái thuốc hắn đang rất là mỏng. Hạn chế. Chế dùng xong xong đồ vì xong sẽ mỏng da quá, ý nấm da đó vì da đau mỏng rồi, da khỏe thì làm được chứ còn bảo là nhà với Phúc súng vẫn rộng ràng dễ sợ. Thôi được rồi đó bác, được rồi. Cho nó thôi, vì còn cái kia không biết còn cái kia. Thì chắc là nghĩ là sinh rồi đấy, sao bây giờ mới động cơ trên đà.